Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Phyto Bimbi Broncamil do Pharmalife Research sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Phyto bimbi bronchamul cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh chia sẻ dưới đây nhé. Sản phẩm Phyto bimbi có thành phần là chiết xuất hoa Grindelia Grindelia robusta 7,5 g chiết xuất hoa cúc bất tử Helichrysum italicum 5 gam, chiết xuất lá mã đề Plantago major 5 g tinh dầu thông Pinus silvestris 0,075 gam, tinh dầu khuyên diệp Eucalyptus globulus 0,075 gam. Tinh dầu hoa húng tây tham ớt vulgari 0,05 g. Nước khử khoáng. Frac Nước ép cam cô đặc orange concentrate. Potassium sorbet. Citric acid vừa đủ 100 ml không gluten. Không lacto phyto bimbi broncamil được bào chế dưới dạng siro. Phyto bimbi broncamil mang lại cho người dùng công dụng hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường hô hấp trên, hỗ trợ giảm ho, giảm đờm. Sản phẩm dùng cho các trường hợp trẻ em bị ho cảm lạnh, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, ho có đờm, đau rát cổ họng. Sản phẩm Phyto Bimbi Broncamil được sử dụng bằng đường uống. Liều lượng của Phyto Bimbi Broncamil được nhà sản xuất khuyên dùng như sau, trẻ từ 06 tháng đến 12 tuổi, dùng một muỗng 15ml trên lần, 2 lần trên ngày. Sử dụng trước bữa ăn trưa và tối, sử dụng tới khi hết triệu chứng ho đờm, sau đó duy trì thêm 3 đến 5 ngày để củng cố hiệu quả sản phẩm có thể dùng trực tiếp hoặc pha loãng với nước, đồ uống khác trà, sữa, trà hoa cúc, nước hoa quả. Liều dùng được xác định bằng cốc đong, chú ý lắc kỹ trước khi dùng. Chống chỉ định khi sử dụng phyto bimbi không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, để xa tầm tay trẻ em. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm phyto-bimbi-broncamil, đồng thời biết cách sử dụng phyto-bimbi-broncamil sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham